cộng đồng mạng đã chỉ ra ba chị đẹp bị loại trong vòng công diễn 3. Sau khi kiếp sản xuất tung ra thông tin về tập 8 chị đẹp làm gió rẽ sóng sắp lên sóng, dân mạng lại xôn xao đồng đoán về danh tính ba chị đẹp bị loại vào vòng công diễn 3. Từ ảnh hậu trường và ảnh cắt ra từ trailer, có thể thấy 20 chị đẹp được chia làm 4 đội. Đội hình 4 đội như đội 1 gồm Mỹ Linh, Đoan Trang, Hương Ly, Diệp Lâm Anh, Thu Phương. Đội 2 gồm Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Linh Ly, Thanh Ngọc, Uyên Linh. Đội 3 gồm Diệu Nhi, Lương Giang, Phương Phi, Giang Hồng Ngọc, Henny. Đội 4 gồm Huyền Baby, Lệ Quyên, Em Ly Trang Pháp, Hồng Nhung. Từ đội hình trên, có thể thấy tương quan lực lượng khá rõ ràng. Đội 1 Mỹ Linh và đội 4 Lệ Quyên khá mạnh khi có thành viên dậu về vocal, vũ đạo lẫn dàn dựng, và có khả năng sẽ thua cuộc trong cuộc chiến team. Với danh sách đội hình này, khán giả đồng đoán về danh tính 3 người sắp bị loại. Theo đó, Giang Hồng Ngọc, Thanh Ngọc và Hương Ly sẽ là những cái tên bị réo tên nhiều nhất. Lý do là chương trình Vì Đẹp Đội Gió Rơi Sóng được ghi hình phát lại chứ không phải trực tiếp. Mỗi vòng thi quyết định, các chị đẹp đều được chia nhóm để tập luyện. Tuy nhiên, Giang Hồng Ngọc, Thanh Ngọc và Hương Ly là những chị đẹp mà khán giả không soi ra được hoạt động sau vòng công diễn 3. Có nghĩa là trừ hình ảnh tập luyện cho công diễn 3 thì khán giả không thấy Giang Hồng Ngọc, Thanh Ngọc, Hương Ly cập nhật thêm thông tin cho vòng công diễn 4. Trừ phi các chị đẹp này bị loại tại vòng 3 thì mới không tập luyện cho công diễn 4. Chị đẹp Đập Gió Đời Sống là chương trình thực tế thu hút sự chú ý nhất hiện tại. Vì tập hợp đến 30 nữ nghệ sĩ chương trình nên không tránh khỏi chuyện bùng nổ drama. Gần đây các chị đẹp như Diệu Nhi, Lan Ngọc, Henny bị chỉ trích vì hát không tốt nhưng liên tục được vào sâu nhà khán giả bình chọn nhiều. Cũng vì lực chơi là ai được bình chọn cao hơn thì ở lại. Người có bình chọn thấp thì dù hát hay nhảy giỏi cỡ nào vẫn phải chấp nhận ra về nên mới làm cộng đồng mạng dậy sóng. Khán giả chê chương trình chọn thí sinh không tốt, cố tình dàn xếp drama, tăng thời lượng cho các chị đẹp đông fan, đồng thời thẳng tay loại những chị đẹp ít nổi tiếng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.